Hello, chào mừng quý vị đã quay trở lại với Tấn Huy Toyota Tân Cảng, chuyên mua bán xe qua sử dụng chính hãng. Thì hôm nay Huy xin phép được cập nhật giới thiệu đến quý anh chị những cái mẫu xe mà Toyota Hiroshima Tân Cảng đã hoàn tất Marukuri để quý cô chú anh chị mình xem nha. Bên Huy là đại lý chính hãng của Toyota, cho nên là những cái sản phẩm bên Huy thì được kiểm tra nghiêm ngặt 176 hạng mục của anh chị, và có cam kết đảm bảo tình trạng xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước. Và với những cái sản phẩm của Toyota thì bên Huy sẽ cấp sổ bảo hành về động cơ và hộp số 1 năm hoặc 20.000 cây số. Và bên Huy có chương trình thu thay xe cũ đổi xe mới với giá rất là ưu đãi. Thì anh chị nào có xe định đổi hoặc là bán thì gửi cho Huy thông tin một tấm hình đầu xe, một tấm hình sổ đăng kiểm cũng như là một tấm hình công tơ mét, Huy sẽ định giá miễn phí xe cho quý anh chị nha. Đầu tiên đây là chiếc Camry phiên bản 2.5W nha anh chị. Bản 2.5W được sản xuất vào năm 2016. Thì bản 2.5W là bản cao cấp nhất của dòng Camry. Thì chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 788 triệu nha các anh chị nha. Đây biển số. Biển số liên danh 50LD. Biển số thành phố. Thì với cái biển số này thì anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì mình cũng sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số nha anh chị. Camry 2.5W. 2.5W. Nội thất bên trong là màu đen, ghế là màu đen đó chị. Thì sang 2017 thì Camry sẽ chuyển sang bộ ghế da màu nâu. Thì hiện tại thì bên Huy cũng có một chiếc xe 2018 Camry 2.5W có chị, bộ ghế da màu nâu. Xe đang được bên Huy chào bán với giá là 865 triệu. Còn chiếc xe này thì với giá là 788 triệu. Phiên bản 2.5W. Rồi, và chiếc xe Honda RS các anh chị, phiên bản RS là phiên bản cao cấp nhất của dòng Honda City, một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B. Thì với chiếc xe này khá là lướt, mới đi được có 6.000 cây số thôi các anh chị. Biển số thì xe này là biển số ở Trà Vinh. Bản RS là bản cao cấp nhất của dòng Honda City. Sẽ có rất là nhiều những cái option, những cái tính năng. Thì có đèn LED là full LED luôn các anh chị. Đây, dãy đèn LED, công tắc rau, cửa thông minh. Thì với chiếc xe Honda City bản RS thì đang được bên Huy chào bán với giá là 585 triệu các anh chị. Xe số tự động 585 triệu. Và hiện tại thì bên Huy đang có chương trình giảm giá cũng khá là tốt cho sản phẩm này. Lanh quanh lên tới 10 triệu nha anh chị nha. Lanh quanh 10 triệu. Và chiếc xe Ford, một mẫu xe cũng rất là quen thuộc với quý anh chị, Ford Focus, được sản xuất vào năm 2012, màu nâu vàng, biển số Đồng Nai. Và chiếc Ford Focus này thì đang được bên Huy chào bán với giá là 295 triệu. Ford Focus các anh chị, 295 triệu, xe số tự động. Xe này màu nâu vàng các anh chị. Màu nâu vàng. Và Innova thì mẫu xe Innova 2020 mẫu mới các anh chị. Thì chiếc xe này thì bên Huy đã có khách đặt và đang làm hồ sơ ngân hàng. Thì hiện tại thì Innova là một trong những cái mẫu xe mà bên Huy đang rất là cần là mua để về phục vụ cho quý cô chú anh chị đang có nhu cầu. Cho nên nếu như anh chị nào mà có xe mà định bán ha, thì gửi cho Huy thông tin, Huy sẽ định giá cho anh chị bán được cái giá tốt. Innova thì chiếc này thì bên Huy chào bán với giá là 717 triệu các anh chị, 2020 mẫu mới biển thành phố. Và đây là chiếc xe Innova số tự động sản xuất vào năm 2020, màu trắng ngọc trai. Thì Huy cũng có giới thiệu sơ lược cái sản phẩm này ở trên kênh về ngoại thất, nội thất, về động cơ. Thì Huy cũng thông tin giá sơ bộ cho quý cô chú anh chị mình nắm. Với giá bán là 807 triệu. Và anh chị nào đang quan tâm đến dòng sản phẩm này thì Huy có thể hỗ trợ thêm về giá cho quý anh chị. Trang bị hộp số tự động 6 cấp. Và đây là một chiếc xe đi cũng khá là kỹ. Bảo dưỡng hãng đều. Với mức giá là 807 triệu. Xe số tự động cho nên là anh chị nào mà có nhu cầu mình sử dụng cho gia đình á, mình đi lại khá là sướng đó chị, hộp số 6 cấp.
Chiếc xe được sản xuất vào năm 2019 các anh chị. Và hiện tại thì chiếc xe này bên Huy cũng đã có khách đặt, khách đặt rồi các anh chị ha. 2019 bao đồng. Và đây là chiếc xe Fortuner máy xăng được sản xuất vào năm 2017, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Xe đi được 57.000 cây số. Và với chiếc xe này thì hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá là 876 triệu. 57.000 cây số, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Toyota Fortuner máy xăng. Một chiếc xe SUV gầm cao 7 chỗ. Anh chị mua về sử dụng cho gia đình nha. Cho gia đình hợp lý. Còn chiếc xe này thì anh chị có thể sử dụng cho gia đình hoặc là chạy dịch vụ. Toyota Fortuner máy dầu sản xuất vào năm 2019 với giá bán là 963 triệu. Được trang bị bộ ghế da cũng khá là xịn. Chất lượng nội thất cũng như là ngoại thất của chiếc xe này cũng khá ok anh chị. Đầu DVD Android được chủ xe trang bị luôn. Rồi tiếp theo và đây là chiếc xe Toyota Rush các chị, khá là quen ha. Rush 7 chỗ. Với chiếc xe được sản xuất vào năm 2018 thì bên Huy đang chào bán với giá là 590 triệu các chị. Mình mua về sử dụng cho gia đình hoặc là anh chị mua về mình chạy chủ cũng được. Nó tiết kiệm nhiên liệu và giá cũng phải chăng nữa các chị. Số tự động cũng khá là rộng rãi, 7 chỗ các chị ha, 7 chỗ. Thì với những cái sản phẩm 7 chỗ mà dung tích động cơ vừa phải thì hiện tại ở trên thị trường thì khách hàng cũng lựa chọn rất là nhiều. Tiết kiệm nhiên liệu 5.8 trên 100 cây số. Ở đường trường các chị ha. Chiếc xe 2.0G mới được bên Huy hoàn tất Maruguri, được sản xuất vào năm 2017 các anh chị. 2017 với giá bán là 677 triệu. 677 triệu. Xe đi được khoảng 40.000 cây số. Anh chị mua về sử dụng cho gia đình thì anh chị lái những cái sản phẩm như thế này cũng khá là chất lượng. À, 2017. Và hiện tại thì bên Huy cũng mới vừa về một chiếc 2017 màu xám. Thì sản phẩm đó đang được bên Huy chào bán với giá là 658 triệu. Xe này biển số thành phố luôn các anh chị. Ok rồi, tiếp theo mình sẽ xem một số những cái sản phẩm ở phía sau. Đây là chiếc xe Toyota Yaris. Toyota Yaris các anh chị. Đây, biển số thành phố. Được sản xuất vào năm 2020 thì Yaris là một trong những cái mẫu xe hatchback nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái. Với giá bán hiện tại là 637 triệu các anh chị. Xe mới đi được có 13.000 cây số thôi. Thì anh chị mà mua về sử dụng cho gia đình thì đây là một mẫu xe nhập khẩu khá là hợp lý, rộng rãi. Ở phía sau mà người cao từ 1m7 ngồi vẫn rất là thoải mái các chị ha. Khoảng để chân và khoảng cách từ đầu cho đến trần. Thì đây là một cái mẫu mà được khách hàng lựa chọn cũng rất là nhiều các anh chị. Kiểu dáng đẹp, rộng rãi, thoải mái. Ở phần cái hông, cái phần phía sau á, nó bầu nhìn cũng khá là đẹp. Ok rồi, và đây là một mẫu xe mới vừa về, Huy cũng chưa có update được cái phần giá. Fortuner máy xăng 2016 đó các anh chị. Ok rồi, đây một mẫu xe Innova số tự động bản 2.0G các anh chị. 2020 2.0G số tự động nha anh chị. Và chiếc xe này hiện tại thì bên Huy giảm giá rất là tốt, chỉ còn có 747 triệu thôi. Hộp số tự động và về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này thì còn rất là đẹp. Chủ xe bảo dưỡng hãng không chị? Chiếc này bảo dưỡng hãng. Đi hơi nhiều một tí nhưng mà chắc xe còn rất là đẹp luôn. Và giá bán là 747 triệu thì khá là hợp lý.
biển số Bình Dương đó chị. Và đây là chiếc xe Santa Fe bản Premium, máy xăng hai cầu, bản cao cấp nhất của dòng Santa Fe máy xăng nha các chị. Nội thất cũng như là ngoại thất của chiếc xe này thì không chê vào đâu được, mới có hơn 10.000 cây số thôi, 1.217.000.000 là giá của sản phẩm. Đây là một chiếc xe 7 chỗ. Anh chị nào mà mua về sử dụng gia đình thì mình mua những cái sản phẩm như thế này khá là hợp lý nha. Chất lượng thì khỏi bàn. Xe này thì không khác gì xe mới. Rồi. Và đây là một mẫu xe Fortuner TRD Sportivo 2012, máy xăng hai cầu. Và chiếc này thì hiện tại bên Huy cũng đang hỗ trợ giá rất là tốt á. Giá công bố là 510.000.000. Thì anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì đến thử xe với Huy, rồi Huy sẽ hỗ trợ giá tốt nhất cho quý cô chú anh chị nha. Toyota Fortuner máy xăng hai cầu, được sản xuất vào năm 2012. Đó, xe thì chất lượng là khỏi phải chê. Bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, về bảo dưỡng toàn bộ xe luôn. Và đây là chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu, được sản xuất vào năm 2015 các anh chị. Bộ ghế da màu kem, rồi rộng rãi. Huy cũng thông tin sơ bộ để anh chị nắm. Biển số thành phố màu xám. Xe này thì bên Huy đang chào bán với giá là 613.000.000 các anh chị. Cách âm toàn bộ xe luôn nha. Xe có nhăn đi khá là kỹ. Và chiếc xe bên cạnh cũng là 2015. Xe này thì đi ít hơn, 75.000 cây số. Và giá bán là 632.000.000. 632.000.000 các anh chị. Đó. Xe biển số thành phố màu bạc nha, 2015. Đây anh chị, biển số 93 đuôi. Ở đây những đây là những cái mẫu xe mà anh chị mua về sử dụng cho gia đình, đi rất là sướng. 2010 các anh chị, hai cầu, biển thành phố, cũng được cách âm toàn bộ xe luôn, với giá bán là 446.000.000. Và hiện tại thì chiếc xe này bên Huy cũng đang có hỗ trợ giá cũng khá tốt cho quý anh chị đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình mình. 2010 hai cầu máy xăng. Và sản phẩm cuối cùng Huy muốn giới thiệu, đây là chiếc xe Toyota Fortuner máy dầu. Xe được sản xuất vào năm 2018 và nhập khẩu nguyên chiếc Indo các anh chị, màu đen. Thì hiện tại chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá là 933.000.000 nha anh chị nha. 933.000.000 Fortuner máy dầu. Xe số sàn nha. Trang bị đầu đêm đi Android. Lót sàn, ghế da đầy đủ, dán phim. Anh chị mà có nhu cầu mua xe về thì Huy tặng cho anh chị mấy cái chén cửa cho nó đẹp ha. Rồi, cần thiết thì lắp thêm mấy bộ che mưa nữa là ok. Thì sơ lược cho quý anh chị nắm về những cái mẫu xe mà Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy đã hoàn thiện, hoàn tất Marukuri và có thể giao cho quý cô chú anh chị. Thì với những cái sản phẩm như thế này thì anh chị nào quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Huy theo số điện thoại trên màn hình. Huy sẽ tư vấn, hỗ trợ quý cô chú anh chị để mình có thể sở hữu được một cái sản phẩm phục vụ cho việc đi lại của gia đình mình. Và hiện tại thì như Huy chia sẻ, những cái sản phẩm xe của anh chị mà đẹp lướt, chất lượng thì gửi cho Huy thông tin. Nếu như anh chị có nhu cầu bán thì Huy sẽ định giá miễn phí xe cho quý anh chị. Và cam kết giá sẽ cao hơn so với thị trường nha anh chị nha. Những chiếc xe đẹp bên Huy rất là thích mua. Ok, rồi Huy xin kính chào và hẹn lại quý cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng nha anh chị. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình. Huy sẽ cập nhật những cái sản phẩm mới về để quý cô chú anh chị mình mua về sử dụng. Và những cái sản phẩm của hãng thì anh chị biết rồi, luôn cam kết đảm bảo về chất lượng và có cấp sổ bảo hành về động cơ và hộp số cho những cái sản phẩm của Toyota. Cho nên là quý anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là sự đảm bảo của hãng, của đại lý chính hãng các chị ạ. Rồi, Huy xin kính chào và hẹn gặp lại.